Chào mừng các bạn đến với video của chúng tôi. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về những loài voi quý hiếm trên thế giới. Mở đầu video bằng hình ảnh hùng vĩ của những chú voi trên khắp thế giới. Voi, loài động vật to lớn nhưng hiền lành. Trong rừng sâu thẳm của châu Á, voi châu Á đứng đầu danh sách với vẻ đẹp và sức mạnh vượt trội. Sang tận châu Phi, voi châu Phi là biểu tượng của sức sống mãnh liệt với đôi tai khổng lồ. Không thể không nhắc tới voi rừng Sumatra, loài voi nhỏ bé nhưng rất quý hiếm, đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Voi Borneo, với nụ cười hiền lành, là loài voi đặc biệt chỉ có ở đảo Borneo, nổi tiếng với tính thân thiện. Đặc biệt, voi rừng Hisan, một trong những loài voi quý hiếm nhất, sinh sống kín đáo trong rừng nuôi châu Phi. Thông qua video này, chúng ta hãy chung sức bảo vệ loài voi khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Cảm ơn các bạn đã xem video.